thành kết thành nghề cũng đi hát đi mừng nghề công ban tổ chức lên khai mạc hội. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Kính thưa toàn thể nhân dân cùng du khách thập phương về du xuân chiêu bái lễ vật khu danh thắng Hương Sơn. Kính bạch nhà chùa Nam Vân, nhà chùa Thanh Sơn. Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Thành công tốt đẹp, hòa chung với không khí cả nước hân hoan phấn khởi chuẩn bị cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội lần thứ 14 với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hôm nay, Liên đoàn Văn nghệ Phong trào xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình văn nghệ lưu diễn trên dòng suối khu danh thắng Hương Sơn, phục vụ nhân dân và du khách thập phương với những lời ca, tiếng hát đặc sắc, đậm đà bản chất dân tộc. Giàu chất nhân văn, ca ngợi Đảng, đất nước, con người, phong cảnh, hữu tình, mừng quê hương đổi mới. Đầu xuân bạn hữu tứ phương díu ra đi hội chùa hương rộn ràng. Xa dần làn khói của làng, thuyền đi lẫn với mênh mang sương mờ. Giữa làn cây cỏ hoang sơ, bồng bềnh chèo thả nơ thơ bóng tình. Cạnh thuyền những bạn thư sinh ngắm nhau qua một bức hình đang trôi, mải mê thuyền đã cập bến rồi, neo thuyền neo ánh mắt người long lanh. Tôi thay mặt cho gần 200 anh chị em diễn viên nhạc công trong đoàn chúc các quý vị sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hiện diện của các quý vị đã cổ vũ động viên tinh thần vật chất cho đoàn, góp phần quan trọng trong thành công của chương trình hội diễn văn nghệ nghệ thuật. Tôi xin tuyên bố chương trình văn nghệ đầu xuân 2016 được bắt đầu. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ trong ban cố vấn cùng toàn thể hội viên, nhạc công liên đoàn văn nghệ thành phố Hà Nội, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức,
Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương năm 2016 cho phép liên đoàn văn nghệ đi lễ đầu năm và hát giao lưu văn nghệ trên dòng suối Yến và các điểm đền và chùa. Nơi chùa Long Vân nằm trong khu quần thể thắng cảnh Hương Sơn, liên đoàn văn nghệ đàm lễ dâng hương cầu nguyện Phật Thánh cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc, và biểu diễn chương trình văn nghệ bằng những lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng, đất nước, con người, quê hương, cổ vũ phong trào xây dựng làng xã văn hóa. Thay mặt cho liên đoàn văn nghệ, kính chúc các cụ, các vị khách cùng toàn thể các vị đại biểu liên đoàn văn nghệ mạnh khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng, đại diện nhất nhất trong lâu. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu về dự: một, ông Đồng Văn Tất, bí thư chi bộ thôn Đục Khê; ông Nguyễn Văn Thể, ban cố vấn văn nghệ thôn Đục Khê; ông Nguyễn Văn Phượng; ông Trịnh Xuân Hưởng, trưởng ban mặt trận; ông Nguyễn Văn Tình, cán bộ ban mặt trận thôn Tiên Mai; ông Nguyễn Văn Vượng, đội trưởng đội nhạc công Nam Hà; ban cố vấn, ban lãnh đạo liên đoàn văn nghệ nhà chùa Long Vân, các gia đình phục vụ lễ hội năm 2016 tại bến đò Long Vân, đề nghị xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Xuân Hách, đội phó đội văn nghệ thôn Lục Khê; hai, ông Kiều Xuân Tươi, đội trưởng đội văn nghệ Hương Sơn Mài Hoàng; ba, bà Kiều Thị Hợi, đội trưởng đội văn nghệ Hoa Hồng thôn Thanh Bồ; bốn, bà Nguyễn Thị Liễu, đội trưởng đội văn nghệ Tuyên Mai; năm, ông Nguyễn Văn Nghiêm, đội trưởng đội ca khúc truyền thống huyện Mỹ Đức; sáu, bà Nguyễn Thị Hằng, đội trưởng đội văn nghệ thị trấn Quế, tỉnh Hà Nam; bảy, bà Nguyễn Thị Tần, đội trưởng đội văn nghệ Quyền Sơn; tám, ông Nguyễn Văn Khương, đội trưởng đội văn nghệ Do Lễ; chín, ông Nguyễn Văn Chuyển, đội trưởng đội văn nghệ Hồ Núi Cốc Ba Sao; 10, bà Nguyễn Thị Tâm, đội trưởng đội văn nghệ Sông Châu, thành phố Phủ Lý; 11, bà Nguyễn Thị Thục, phó chủ tịch cựu thanh niên xung phong xã Hồng Quang; 12, bà Nguyễn Thị Lứa, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Hữu Mỹ. Xin nhiệt liệt hội nghị chào mừng. Ban tổ chức xin giới thiệu ông Đồng Văn Tất, bí thư chi bộ lên phát biểu. Xin kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí lãnh đạo thôn, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, kính thưa các cụ, ban chủ nhiệm câu lạc bộ người cao tuổi, cố vấn đoàn văn nghệ, thưa toàn thể nhân dân và du khách thập phương. Cứ mỗi độ xuân về, du khách thập phương trên mọi miền đất nước lại lô lức chảy hội chùa Hương, cảnh đẹp lên thơ do thiên nhiên ban tặng. Hương Sơn là xã anh hùng có truyền thống cách mạng, đóng góp sức người, sức của trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã được thành phố Hà Nội công nhận xã chuẩn nông thôn mới năm 2015. Trong niềm hân hoan phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới, với tâm thế mới, khí thế mới, liên đoàn văn nghệ thôn Đục Khê, thôn Nội Xá, thôn Tiên Mai, đội ca khúc bộ đội Trường Sơn, huyện Mỹ Đức và các đội văn nghệ của huyện Đức Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
gồm 13 đội, hơn 150 anh chị em diễn viên nhạc công với một thời gian hạn hẹp, khẩn trương, tích cực chuẩn bị, dàn dựng một chương trình ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, con người. Đặc biệt có các anh, các chị chiến sĩ bộ đội Trường Sơn, huyền thoại năm xưa, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, nay vẫn tích cực tham gia hoạt động phong trào văn hóa nghệ thuật. Liên đoàn văn nghệ đã hoàn thành chương trình, đã hành trình trên dòng suối Yến, chùa Hương, chùa Thanh Sơn, chùa Long Vân, trước Tam Bảo dâng nén tâm hương cầu nguyện cho đất nước thanh bình, mọi người mọi nhà được đầy đủ ấm no hạnh phúc, và biểu diễn chương trình văn nghệ. Phục vụ nhân dân, du khách thập phương bằng những lời ca tiếng hát giàu chất nhân văn, đậm đà bản sắc dân tộc, món ăn tinh thần không thể thiếu được trong chiến tranh, tiếng hát át tiếng bom, đất nước hòa bình, cùng nhau xây dựng những công trình mới, cổ vũ động viên phong trào xây dựng quê hương, hưởng ứng quê hương ngày càng giàu đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc tốt đẹp cho nhân dân trong lòng du khách thập phương. Tôi thay mặt cho cán bộ nhân dân thôn nhà ghi nhận và cảm ơn, kính chúc các cụ, công, các bác, các anh, các chị, diễn viên, đội, nhà công lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành đạt. Chúc cho phong trào liên đoàn văn nghệ trường tồn phát triển. Kính tặng cho đoàn những bông hoa tươi thắm, mãi mãi xanh tươi. Chúc cho buổi lưu diễn thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời công an lên tặng hoa. Xin cảm ơn trong lòng của mình. Sau đây là tiết mục chương trình tặng hoa. Xin cảm ơn. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Thể lên để tặng hoa. Xin kính mời ông Nguyễn Văn An lên để nhận hoa. Đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin cảm ơn. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Bình, Xuân Thiên Mai lên để tặng hoa. Kính mời ông An lên nhận hoa. Vâng, trước khi có một đôi lời của hôm nay, thì trước hết cho phép tôi thay mặt cho cán bộ cơ sở thôn Trân Mai xin kính chúc các cụ, các ông chí lãnh đạo, các đội văn nghệ và toàn thể nhạc công, diễn viên sang năm mới sức khỏe mới, an khang thịnh vượng, vui vẻ, đoàn kết và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Kính thưa các ông chí lãnh đạo, kính thưa các cụ cao niên, kính thưa anh chị em nhạc công, hội viên của các đội văn nghệ có mặt ngày hôm nay, rất vinh dự, vui vẻ và phấn khởi được tham dự buổi văn nghệ ngày hôm nay. Thực ra cũng là niềm vui cho cá nhân tôi và niềm vui chung của xã Hương Sơn. Một lần nữa thay mặt cho lãnh đạo thôn Trân Mai có chút quà và bó hoa để tặng cho liên đoàn văn nghệ và chúc liên đoàn văn nghệ vui vẻ, đoàn kết và chúc thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin nhiệt liệt cảm ơn. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Thành, thôn Tiên Mai lên để tặng hoa. Xin kính mời bà Lớ lên tặng hoa. Xin kính mời ông An lên nhận hoa. Anh ơi, nhiệt liệt cảm ơn ạ. Sau đây là xin giới kính mời tất cả các gia đình ở trong bến Long Vân
Vâng, kính mời gia đình ông Thành lên trước ạ. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời ông Thụ ở thôn Diên Mai ạ, lên tặng hoa. Vâng, ông An lên để nhận hoa. Anh cảm ơn ạ. Vâng, xin giới thiệu đội văn nghệ thôn Tiên Mai lên để tặng hoa. Xin giới thiệu ông An lên để nhận. Vâng, kính mời tất cả các gia đình lên tặng hoa, các gia đình ở Long Vân lên ạ. Xin kính mời bà ông Thành ở Long Vân ạ, lên tặng hoa. Đây, bác này đúng không? Vâng, xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời ông Thiên ở bến Long Vân ạ, lên tặng hoa và quà. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin chân thành giới thiệu bác Hào ở bến Long Vân lên để tặng quà. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn. Hello. Gió xuân thơm phất mưa bay, gió bay búp lá khẽ khàng dâng hương. Phải từ muôn kính ngàn thương cùng nhau hội tụ về đây hội chùa. Trước là đi lễ đầu năm, hát ca văn nghệ bính thân xuân về. Từ Đục Khê đến tận Tế Tiêu, Ba Sao Ngũ Cốc Bài Lâm Thanh Đồ, Phù Lý thành phố nguy nga, hoa hồng hội xá hương sen ngoại hoàng, Hiếu Vĩnh đẹp tựa thơ ca, Dưỡng Sinh sông quạt cùng là xung phong. Trường Sơn bộ đội anh hùng, chiến trường thắng trận về hưu quê nhà. Quyền Sơn thị trấn Quế Bình, Tuyên Mai Ngũ Cốc sông Châu đẹp tình. Hương Sơn cầu Đục suối vàng, trăm nơi trăm ngả về đây cùng chùa. Ta đi lễ Phật cầu an, mừng cho hạnh phúc cháu con huy hoàng. Cầu cho mưa thuận gió hòa, an khang thịnh vượng muôn dân an nhàn. Sông quê uốn khúc nhẹ nhàng, cánh đồng vươn trải mùa màng bội thu. Đầu làng hoa gạo đỏ tươi, duyên tình quan họ đôi ta mặt nồng. Em cười vành nón che nghiêng, liên đoàn văn nghệ hát mừng ngày xuân. Chương trình văn nghệ hát mừng xuân bắt đầu. Mở đầu chương trình bài Mai Châu, theo giai điệu quan họ tập thể đội văn nghệ thôn Đục Khê trình bày. Và tôi đính chính này là xin giới thiệu cô thì ở bến Long Vân lên để tặng hoa tặng quà. Và gia đình bác Nhung Thín ạ, nhờ xin giới thiệu ông An lên để nhận quà. Nhiệt liệt chào mừng ạ. Xin chân thành cảm ơn cụ.
Đấy rồi, hai lần đi được. Hết chưa đây? Ôi ôm ta ra ta với cái loài mà. Hôm nay đi bên nhà quân đoàn hưng lớn và quân đoàn đền bà chùa chương trình văn nghệ được bắt đầu. Chương trình xin quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chảy Hội Chùa Hương do Mai Thông câu lạc bộ đàn và hát dân ca thôn Đục Khê trình bày. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đất trời vạn vật truyền báo xuân sang, vui Tết cổ truyền chùa Hương chảy hội. Xin kính chúc chư tăng đức tăng ni Phật tử gần xa các tường như ý, Phật sự viên thành bồ đề quả mãn, cùng du khách chảy hội chùa Hương phúc thọ niên trường an khang thịnh vượng. Vậy có thơ này thơ rằng sao muốn ân cảm ta mẹ Hương Sơn, Hương Sơn đặt núi Nam trên nước biên dân, rằng ta muốn hình trong cửa rồi suối yên trong long lanh nước biếc sắc mây hồng, mái chèo đưa khách lên tiên rơi, nằm lẽ thuyền trôi giữa sắc không. Đó là bài hát suối yên Hương Sơn tác giả Xuân Cung do đội chèo thôn Đục Khê trình bày.
Thank you.
Ngày xuân cờ thần ngũ sắc bay phơi phới em hát chầu văn giọng thấm tình. Sau đây tiết mục cô bé thường ngàn hát văn do tốt nữ công lạc bộ dân ca Quyển Sơn Thị Sơn Kim Bảng thành phố Hà Nam trình bày. Thank you.
không lời du thuở nào còn bé, thao thức tên trường của mẹ ân vành môi, tình yêu thương cho con lớn lên người, cho con hiểu ngọt bùi cay đắng như biển tên trào dâng năm tháng. Mẹ hiền ơi, xin dâng mẹ chữ ân tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ba quan đi bộ chia cả chia thiền lan,
chuyện Thúy Mùi tốt múa đội văn nghệ Hồ Núi Cốc ba sao trình bày. Thank you.
đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Mà thương thì thương, anh ra
đáng